Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là người dân nhiều nước châu Á, trong đó có Trung Quốc sẽ đón Tết Nguyên đáng cổ truyền. Thời điểm này thì những mặt hàng để chào đón năm mới đang được người tiêu dùng tìm mua, đặc biệt là những vật dụng có hình con trâu là con giáp đại diện cho năm 2021. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi thị trường tại Trung Quốc. Người dân Thượng Hải đang tìm mua những đồng xu có biểu tượng con trâu vừa được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phát hành hôm thứ Sáu vừa rồi. Rất đông người đã đặt mua trước, xếp hàng dài trước cửa điểm phân phối đồng xu, trong số đó không ít là những nhà sưu tầm. Chồng tôi tuổi trâu, nên năm nay là năm tuổi của ông ấy. Để hạn chế việc tụ tập quá đông người giữa đại dịch, bốn ngân hàng bán đồng xu đã quyết định kéo dài thời gian hoạt động đến mùng 4 tháng 2. Người dân có thể đến mua đồng xu ngoài giờ cao điểm vì chúng tôi đã mở rộng thời gian phục vụ. Sẽ có tới 7 ngày để mua đồng xu bao gồm cả cuối tuần. Năm nay có 100 triệu đồng xu được phát hành, mỗi đồng xu có giá 10 tệ, tương đương khoảng gần 40.000 đồng. Số lượng xu này ít hơn năm ngoái, khiến thị trường mua đi bán lại cũng rất nhộn nhịp. Có nhiều khách muốn mua hàng ngàn đồng xu, nhưng kể cả có là một đại lý như tôi cũng không có nhiều đến thế. Tôi chỉ có đúng hai hộp. Năm Sửu là năm thứ hai trong cung hoàng đạo của Trung Quốc và sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 1 năm 2022.